Hello, hôm nay chúng ta chơi không kịp pin. Ok. Ui dồi. Chúng ta đi lên cái level 13 rồi. Đấy, con đang không gian này. Ghê chưa? Trứng à? Ten ten. Ui, ui. Ở đây có cái ông cảnh sát này, ông ấy bắn tên lửa. Ừ, hay đấy. Chết bao luôn. You win. Quăng quăng quăng. Cái cắt trước này. Màn này hơi trắng mà. Nghe tiếp. Ra cái này lên. Ui, cái bot này anh em ơi. Game này chơi khoảng mấy mạng. Út, chết cá rồi, chết cá rồi. Chơi mấy mạng là lại có bot này. Sao đến bot này? Chơi một màn nữa đến bot.
bot này. Khá là dễ dàng đâu. Chúng ta sang cấp độ 11 rồi. Khóa cái này lại rồi. Không thể chết cả. Cái bậc khỏe. Giờ chúng ta sẽ chơi zombie pin. Giờ chúng ta đã có mặt ở giao diện của game. Chúng ta chơi thế nào đây? Ủa, không di chuyển được đây. Game này thì nãy vào có. Gạt được. Ảo thế. Hình như tích rồi. À, chúng ta chỉ cần tích vào cái chìa khóa này được này. Cái chốt này. Này. Tích vào cái chốt này. Chết zombie luôn. Win luôn. Chúng ta sẽ dùng những cái gỗ này để chặn. Quá dễ dàng. Được cái hay đấy. Có bot à. Okay. Aha. Đây có bom này. Aha. Chỉ ra được thế. Ôi giời, nãy không biết. Khó hơn đi. Còn hai con zombie nhỉ. Ui dồi. Rồi rồi rồi. Cho nước xả ra này. À, cái này có công tắc của nó ấy chứ, chúng tắt hết rồi này. Một game này khá là hay để trải nghiệm chúng ta thôi, tại vì này. Mình sẽ sang game khác. Farm. Hai chú cừu này nhìn như này. Trông giống thật đấy. Game này trông giống thật thật thật. Mình đã hoàn thành trong cái level đầu tiên. Đây, chúng ta đã về giao diện của game Farm Rescue.
Dễ quá nhỉ. Yahoo. Nách nách nách. Này ra vùng sông nước rồi. Chú cừu này bị lạc trên con sông. Sông gì mà xanh thế này. Một con cá mập này. Yahoo. Hoàn thành level 3 sang level thứ 4. Bay sang đường đất rồi. À, nãy dưới sông thì gặp cá mập, bây giờ trên bờ thì gặp con hổ. Nhốt nó luôn. Ui dễ quá, game dễ quá. Game này quá dễ luôn. Chơi thế này thì quá nhàn. Gì đây? À, giải cứu cho con cáo này. Ui, thông minh quá. Chị. Bây giờ lại sang chắc là đường tuyết. Có tuyết rơi không? Ui dồi ôi, vẫn gặp chú cáo hồi nãy. Trời ơi. Đi đời chú cáo rồi. Giết. Nói chung là game này nó quá dễ đi. Chúng ta chơi game nào bây giờ? Chúng ta đi chơi Kitten Rescue. Game giải cứu chó mèo. Sao màn này trắng thế? Game này mẹ còn dễ hơn game nãy rồi. Và dễ thật các bạn ạ. Chơi không có cái gì mà khó khăn cả. Dễ này mình không chơi đâu. Ui con chó cún. Chó cún kia nó. What the... Chó biết gì này. Ôi dễ quá, không chơi nữa nha. Rồi chúng ta sẽ đến với game Prison Rescue. Game gì mà dễ thế này. Cho ra đây. Game này cũng khá là dễ. Bởi vì nó cũng không có cái gì mà khó khăn quá cả.
Rồi, có lẽ chúng ta sang game khác thôi. Đây, Survival game. Kê vào game rồi. What, trò này chơi kiểu gì đây? Không rõ lắm, chúng ta cứ từng bước nè. Trò này chơi phải rất là quy mô. À. Lại nhân bản lên này. Ủa, xây nhà sao? Cái này có hướng dẫn hết rồi này. Nhân bản lên. Chắc cái đi đánh nhau hay cái gì đó đây mà. Ồ. Oh. Đây. Có cô gái Squid Game này. Game này chưa không hiểu lắm, chắc là về đây không đủ tiền các bạn ạ. Con không vào nhà này được này. Ta phải đợi xem là thế nào chứ. Chơi game này chả hiểu cái gì luôn. Tăng tiền sao? Bây giờ mình có 4 đô. Rất chi là ảo. Hồi thì mình sẽ hướng dẫn xem là chơi thế nào. Yeah, rồi ao nhá. Squid Run. Ok, đây game này, game mà đi xây cầu đây. Ấy, win nhá. Chúng ta màu vàng, chúng ta sẽ ăn những cái viên màu vàng này. Coi như đây là viên gạch đi. What, sao thế? À, bắt được một cái cầu sang bên kia. Yeah. Lại tiếp tục ăn nhé. Vì này nhiều quá. Ui, thua. Hiểu cái chơi rồi đó. Ăn đi, ăn cố lên. Quá sẵn rồi đấy. Bắn mình về này. À, cái con kia nó quay lại không chạy được. Ui, lại thua tiếp.